Chào, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Đây là những cái dạng đầm mà CC biết ai cũng mê hết. Mùa đông họ vẫn bán những loại áo đầm này, nhưng mà cái mình vải các bạn sờ vào nó sẽ khác đi. Cái mình vải họ may mình vải dày thun 4 chiều, chúng ta mặc vào người nó đủ ấm. Trời lạnh các bạn phòng hờ mang theo cái quần ấm bỏ trong ba lô. Những cái dạng đầm này mặc á, là các bạn cần phải xách những cái túi lớn hoặc là ba lô để bỏ quần ấm vào. Trên cả tuyệt vời luôn. Tới mùa hè đó, cũng là những cái áo đầm y hệt như vậy các bạn. Nhưng mà cái mình vải nó sẽ khác. Cái mình vải là vải thun cô tông. Nó mỏng lắm. Chúng ta mặc vào người đi mát mẻ hút mồ hôi. Mỏng, dễ giặt, mau khô. Nhất là mùa hè chúng ta bị cái mồ hôi nách. Với những cái áo y hệt luôn nha các bạn, CC nói y hệt luôn, CC có nhiều lắm. Đó. Mặc những cái áo đó vào, những bạn nào mà bị cái mồ hôi nách á, mà nó cứ ra ướt á, mà các bạn quên không có dùng cái kem hoặc là cái gì về bôi nách á, thì lát nữa nó thấm ra. Rồi nó gặp gió, với lại cái mình vải như vậy nó rất là mau khô. Nhưng mà các chị em nên để ý, tới mùa hè luôn luôn trong giỏ chúng ta phải có một cái chai lăn nách hoặc là kem bôi nách, để cho cái nách của chúng ta nó luôn luôn khô. Thành ra CC muốn làm riêng đặc biệt một cái video này để cho các chị em biết được rằng là nó y hệt như vậy, nhưng nó lại là hai cái mình vải khác nhau. Mình vải dày thun 4 chiều, càng giặt càng dày càng đẹp. Bỏ vô mấy giặt giặt tỉnh bơ luôn, tha hồ luôn các bạn, không phải lo lắng gì hết. Thì đây, đây là những loại mà các chị em thích lắm. Thì nó có cái thun ngay bụng. Các chị em nào mà tròn người thì nên mua những cái dạng đầm như vậy mặc. Rồi mặc với quần bó như vậy nè là các chị em đi làm thoải mái. Đây, cái này là size medium, medium. Hai chữ medium tức là bự lắm. Size xấu các chị em mặc cũng không vừa nữa. Dành cho người size medium hoặc là lớn hơn medium mà bụng bự, mông bự thì mặc loại này. Họ ghi rất rõ ha. Medium, medium tức là lớn hơn medium. Và nó có cái bề ngang các bạn. Đây. Đó. Này là thun cho nên là các chị em mặc thoải mái nè. Đó. Các chị em đa số là thích những cái loại có cái thun chính giữa hơn là các chị em thích cái loại suông. Thì đây, loại này khó mua hơn là loại suông. Thắt cái beo vào thử ha, vì cái này nó là một cái bản thun rồi. Thì đây các bạn, đúng hiệu CK luôn. Hôm bữa mua được gái đó, CC nói với các bạn đó, hiệu CK đó, bó này nọ khó mua lắm. Trời ơi, trong hộp nè, sang trọng và đẹp. Hôm bữa đó còn băng keo dán luôn đó, nhưng mà CC phải tháo ra để CC cho các bạn xem nè. Dây này da các bạn. Trời ơi, size lớn quá hay sao á nè. Đó. Thì đây. Áo CK, cái bóp cũng CK, bằng da mềm xèo luôn nè. Tha hồ mà để đồ, để phone nha các bạn, để passport, để đâu đó cho các bạn đi du lịch. Một bộ luôn. CK. Hãy mua lấy đi. Áo đầm size medium, medium. Cái bóp này nó dài thòn như vậy chắc size lót quá. Đó thì các bạn đục lỗ rồi các bạn cắt đi. Cái này dễ cắt mà. Đó. Nếu các bạn ở Việt Nam đưa cho người ta sửa. Còn mới tinh nguyên si trong hộp luôn ha. Trên cả tuyệt vời. Nè, nguyên bộ đẹp quá trời đẹp luôn nè, thấy không? Xuất sắc luôn. Các bạn cứ mặc những cái mình vải này đi rồi các bạn mê luôn. Thật là đẹp. Bộ này. Cái bó. Đó. Da dày thôi chứ muốn gì nữa các bạn. Đâu có gãy gì đâu. Thì đây ha. Đây là cái đầu tiên. Các chị em bụng bự thì mặc. Nó sẽ ôm lấy cái bụng các bạn chứ nó không có bị rộng như vậy. Đó. Thì cái áo nó sẽ phùng phùng lên như vậy. Nó sẽ rất là đẹp. Nó sẽ lên đúng ngay đầu gối của các bạn. Nó đẹp.
còn CC thấp người rồi rộng thùng thào thùng thình nữa, thành ra nhìn nó không đẹp nè, thấy không? Các chị em mang những cái loại giày boot như vậy nè, thấy chút xíu thịt của mình thôi là đẹp. Giờ CC qua cái khác nha, mặc từng cái luôn, nó chiều các bạn, mặc từng cái cho các bạn xem luôn. Ok, tiếp theo đây, quá đẹp các bạn ơi, thật là đẹp luôn. Các chị em nhớ dùng CC, ở trong phone của CC nó bị sáng quá, với lại chúng ta đang bị mặt trời rọi. CC nhìn cái màu ở trong phone CC không ưng ý chút nào luôn. Các chị em trừ đi cho CC 50% về cái màu sắc ha, nó tối xuống. Trời ơi, cái này nó màu cam mà cam đẹp lắm các bạn, chứ không phải là như ở trong phone mình không đẹp. Đó, trừ đi cho CC 50% cái ánh sáng nó xuống nha. Trời ơi, đẹp cực kỳ là đẹp, đẹp trên cả tuyệt vời. Các chị em nhớ nha, mùa hè cũng là những cái áo đầm như vậy, nhưng nó lại là thun 4 chiều, càng giặt càng dày càng đẹp. Đó, cái này là size medium, medium, hai chữ medium nha. Thành ra các chị em bị cái bụng bự, cái mông bự không cần phải lo. Đây là dạng rộng và suông. CC nghĩ là không có nên thắt cái beo đâu, tại vì thắt cái beo á, tự nhiên cái này nó không vậy. Thôi, để nó natural như vậy đi các bạn, cho nó đẹp. Cái nào mà cần phải thắt thì chúng ta thắt, không cần thắt thì chúng ta cứ như vậy đi. Rất đẹp đúng không ạ? CC thiệt là ưng ý luôn rồi các bạn. Cái này mới mua đó, đi mấy cái mall tìm kiếm để mua đó, mới mua cách đây vài ngày thôi. Còn giỏ này của CC xài lâu rồi nhưng mà giờ hết rồi. Cái này tới mùa hè là mê luôn, đựng nhiều đồ lắm, thích lắm, trên cả tuyệt vời. Medium, medium cái áo này ha, hiệu Calvin Klein. Trời ơi, rẻ rề có mấy chục đô, bốn mấy đô mà 30% off nữa. Trời ơi, sao không mua, các bạn mua liền luôn. Không những mua một cái, các bạn mua hết đi. Ở đây CC có mấy cái? 5 cái. Size medium, medium mua hết đi. Nói thiệt luôn, năn nỉ đó. Tại vì nó quá đẹp và quá rẻ đúng không? Trên cả tuyệt vời. Các bạn mua mặc 4 mùa luôn. Mùa hè cũng mặc luôn. Đó. Nhưng mà CC làm video để cho các bạn phân biệt được. Ủa? Sao mà hai cái áo nó giống nhau, nhưng mà khi các bạn sờ vào cái mình vải các bạn mới biết nó khác nhau. Nhưng mà mùa này đó thì những cái áo mùa hè họ chưa có bán ra đâu, họ chỉ bán những cái loại áo này thôi, mới toanh, mới on sale có 30% mà. Đây đó, trên cả tuyệt vời. Những cái áo này đã không có sale 50% đâu các bạn, vì nó rẻ quá rồi còn sale gì nữa, mới tinh luôn đó, cho mê xì. Đẹp ha, mê luôn á, xuất sắc luôn. Không có size CC, là size medium không à. Những cái màu CC thích, không có size của CC. Thì đây nha, đây là cái thứ hai. Trời ơi, cái này đẹp quá, cái này CC mê đó. Thật là đẹp cái này đó các bạn. Và tiếp theo đây, trời ơi, một cái màu đỏ đẹp, thật là đẹp luôn các bạn. Các bạn sờ tay vào cái mình thun của nó đó, các bạn mê lắm. Thun không có nhăn đâu nha các bạn, mà không phải là thun lạnh, tại vì đồ cho mùa này mà sao lạnh được. Đó, size medium, medium, đẹp không các bạn? Đẹp từ mình vải kiểu dáng luôn, hiệu Calvin Klein, size medium, rẻ tiền quá, mấy chục đô đó, bốn mấy đô, 50 đô gì đó, 30% off nữa, còn bao nhiêu, ba mấy đồng áo đầm này. Trời ơi, các bạn nghĩ là rẻ như vậy không? Hai bữa ăn sáng của các bạn mua được áo đầm rồi. Oh my god, không tin là rẻ như vậy luôn. Tại sao không có size của CC? Tại sao? Đi bốn cái mô mà không có size của CC. Mê ly luôn. Medium, medium nha các bạn. Size medium nha các bạn. CC đó là CC hay mặc ăn gian lắm. CC hay mặc rộng lắm. Tại những cái dạng này là dạng rộng mà suông. Đó, medium CC cũng chơi láng luôn nè các bạn. Đẹp lắm. Thì cao đầm này là hiệu CK, và đây là cái bó, các bạn thấy đẹp không? Trời ơi, đẹp hút hồn luôn, mê ly luôn, xuất sắc ha, bằng da nha, mới mua đó, sang trọng và đẹp vô cùng.
Mê ly không các bạn? Bằng da ha. Đó. Đẹp xuất sắc cái bóp này luôn. Mê ly luôn đó. Quá sang. Quá đẹp luôn. Bằng da đó các bạn. Thiệt là thích luôn đó. Chị em nào muốn mua nhanh nhanh nha, có một cái bóp duy nhất và cũng có một cái áo này thôi. Quá đẹp các bạn ơi. Chị thấy bộ đỏ này CC mê đó các bạn, đẹp. Cái cam hồi nãy đi với cái giỏ này cũng đẹp. Cái đầm đỏ này đi với cái bóp đỏ này cũng quá sức đẹp. Cái ngực áo họ điểm những cái màu vàng. Cái bóp này của chúng ta nè, các bạn thấy không? Cũng là màu vàng. Đó. CC thấy đẹp, CC phối lại như vậy đó. Đẹp quá là đẹp luôn, xuất sắc luôn. Mê ly luôn. Trời ơi, CC nói cái mình vải các chị em mê luôn đó. Tin CC đi, mua thử một cái thôi, không cần mua nhiều đâu. Rồi mai mốt cứ theo cái mình vải này rồi đi mua. Tự đi mua cũng được, không cần mua của CC đâu. Đây. Mê lắm. Không nhăn, mặc thoải mái luôn. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa đều mặc được. Đẹp xuất sắc. Bây giờ CC qua cái khác nha. Thì đây các bạn. CC có đôi giày này nữa đó. Trên cả tuyệt vời luôn. Đây là một cái túi hiệu Fila. Vì CC thấy có màu giống nè. Cho nên là CC muốn cho nó tươi trẻ một chút. Mặc mùa này được, mùa xuân được. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa chúng ta đều mặc được. Nhất là mùa hè sắp tới. Trên cả tuyệt vời luôn. Cái túi này nè, các bạn đựng được nhiều đồ lắm. Túi này đó là giống như vải dù vậy đó các bạn. Vì CC thấy có trùng màu. Cái túi này thì mùa hè tới là chị em nào cũng cần, cũng thích. Đựng được nhiều đồ lắm mà rẻ tiền lắm 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 luôn. Bữa ăn sáng các bạn. Ở bên này thì cũng có thêm được một ngăn nữa để chúng ta đựng những cái gì quan trọng thì đựng. Chứ thường những cái túi này có một ngăn à, mà sao cái này nó được hai ngăn, CC cũng biết. Đây. Đựng được rất nhiều đồ luôn. Vải dù dễ giặt. Hiệu Fila. Nhưng mà cái áo này thì lại là hiệu CK. Cái bình vải này và hai cái áo trước giống nhau y hệt ha. Thun 4 chiều, rất đẹp. Màu sáng quá, màu ở trong phôn xấu quá. Màu ở ngoài giống như màu xanh lá non đó các bạn. Chứ không phải là vàng khè vậy đâu nhá. Màu đẹp lắm các bạn, rất là đẹp cái màu luôn. Hiệu CK. Đó. Thì lúc nào chúng ta mặc những dạng đầm này chúng ta cũng phải xách một cái bóp, cái túi, cái giỏ gì cả. Chứ không xách làm sao bỏ đồ các bạn. Cho nên với cái áo đầm này CC chọn cái túi này. Các bạn nào mua thì mua, không mua. Mùa hè tới rồi là của CC đó. Mỗi một ngày ở trên phố, ở trên đường, đi du lịch các nơi chơi. Cứ vậy đó các bạn, tàn đi. Nhiêu đây đựng đủ đồ. Đâu cần tay xách nách mang chi tầm lum tà la. Không cần, nhiêu đây đủ rồi. Size medium. Cái bình vải thun, giá tiền, tất cả mọi thứ đều giống hai cái áo trước ha. Đây. Cái túi này rẻ tiền lắm, có một cái một thôi, chị em nào muốn mua mua liền nha. Bỏ cái túi ra cho các bạn xem là như vậy. Bạn nào size medium mua hết đi, có bốn cái à. Trên cả tuyệt vời luôn. Toàn là những màu sắc mà mình vải CC thích, nhưng mà rất tiếc không có size của CC. Là đây ha. Trên cả tuyệt vời. Bây giờ CC mặc cái cuối cùng. Cả nhà có thích bộ này không ạ? Đẹp mê ly, đẹp trên cả tuyệt vời. CC là đồ này là bao la luôn các bạn ơi. Mặc vào người thoải mái, thích lắm. Cái màu vàng này ở ngoài nó rất là đẹp. Nó nhã nhặn mà nó đẹp vô cùng đẹp. Trong phone của chúng ta không đẹp. Có hai cái túi vải thun 4 chiều. Phần này rút eo lại. Các bạn tự rút lại. Chứ nó không phải là thun ha. Nó là dây cho các bạn rút lại. Hiệu Calvin Klein.
mấy chục đô á, sale 30% off. Size này là size lót, cho nên nè, các bạn nhìn thấy CC mặc nó rộng thùng thà thùng thình như vậy, nhưng mà khi CC rút lại thì các bạn mặc các bạn cũng phải rút lại như vậy thôi, đúng không ạ? Thì các bạn thấy đẹp không? Chị em nào size lót đừng bỏ qua cái áo đầm này. Đây là dạng quần các bạn chứ không phải là đầm, là quần. Nó rộng như vậy nè, các bạn đi tiêu đi tiểu thoải mái, đâu cần phải cởi hết cái áo đầm ra đâu. Đây là cái loại mà các chị em thích nhất, ai cũng thích. Nè, hoặc là bất kỳ mùa nào chúng ta đi chơi thoải mái lắm. Ngồi các bạn, làm tất cả mọi thứ luôn. Còn mặc đầm sao các bạn ngồi kiểu này được? Không bao giờ các bạn có thể ngồi được. CC đi chơi, đi đao thao, đi bộ, hoặc là đi này nọ với những người bạn của CC đó, CC mặc những cái loại này đó, toàn là phải có quần. Tại vì chúng ta đi như vậy đó, chúng ta ngồi ở tất cả các nơi chơi, mặc đầm không ngồi được. Cái loại quần như vậy nè, ai cũng mê hết á, ai cũng thích á, mà ai cũng có. Đây là loại thun 4 chiều ha, mặc mát thoải mái. Đó, bây giờ các bạn nhìn đi, CC là size 2, X small, mà CC mặc của các bạn vào size lớn. Đây, CC rút cái bụng lại, mà các bạn nhìn cái form áo đẹp không? Rất là đẹp luôn. Đó, nó lên một khúc như vậy nè, mà CC mặc còn được, còn đẹp. Những cái loại này nè các bạn, mặc vào người thì các bạn mới hình dung ra nó đẹp được. Còn CC treo lên hoặc là CC cầm ở trong cái móc là không có đẹp đâu. Nhưng mà vì CC có kinh nghiệm, quá nhiều kinh nghiệm và dày dặn kinh nghiệm trong những cái loại áo liền quần nó như vậy, nó rút cái phần eo lại. Tại vì CC mặc lúc nào cũng phải có rút cái eo hết đó các bạn. Bất đắc dĩ CC mới mặc dạng rộng và suông thì cũng phải đeo cái gì vô à, tại thiếu chiều cao. Đó, thành ra đó, những cái loại này nè, dù bây giờ nó cùng size với CC hoặc là nó rộng, CC cũng phải ráng mặc vào người thì các chị em mới hình dung ra được để các chị em mua. Còn nếu mà CC chỉ cầm như vậy thôi à, nhìn nó xấu quá ha, các chị em không có mua đâu. Nhưng mà mặc vào người thì các chị em sẽ mua. Đó, các chị em cứ nhìn đi, CC size 2, mã này size 12, size lót mà nó còn được như vậy nè. Đó, những chị em nào mà mặc quen những cái loại mà nó có cái thun như vậy nè, ngay giữa đây nè, rồi nó là cái dạng quần á, thì các chị em mới mua. Còn các chị em nào mà không có mặc quen như vậy đó, nhìn thấy sợ không có dám mua. Nhưng mà mua mặc đi rồi mê luôn, CC ơi chị chỉ thích cái loại đó thôi, kiếm cho chị cái loại đó đi, bảo đảm nhiều người lắm rồi. Hai cái túi nè, có cái quần nè, cắt ngang eo nè, trời ơi trên cả tuyệt vời luôn. Có một cái duy nhất là chị em nào size lót nên mua. Mùa này cũng mặc được mà. Có bốn mấy đô, 50 đô à, mà 30% off. Rẻ quá sức là rẻ luôn, rẻ đến không ngờ luôn. Thì đây là cái cuối cùng ở trong video này, style lot. Các chị em nào thích những món hàng nào, chụp lại màn hình gửi cho CC. Nếu các chị em ở Mỹ gửi theo số phone bình thường 706-987-9063. Các chị em ở bên nước ngoài liên lạc với CC qua Zalo, Viber hoặc là tin nhắn bình thường. Nhớ luôn luôn phải gửi hình cho CC nha. 1-706-987-9063. Các chị em ở bên Việt Nam liên lạc với em Sa 098-257-1934. Anh Sa là anh ruột của CC, anh giúp CC nhận tiền của các chị, nhận hàng của CC và giao hàng cho các chị. Anh không phải là người buôn bán gì cả. Có nhiều bạn sợ là anh là đại lý cho CC hay cái gì đó, rồi trung gian, rồi anh ăn tiền thêm cái tiền công của anh. Nhưng mà không nha các bạn, tuyệt đối không. Các bạn muốn mua cái gì gửi hình cho CC,
CC báo giá tiền với các bạn ở trên cái tấm hình đó. Các bạn gửi cái tấm hình đó cho anh Sa và thanh toán với anh Sa. Anh Sa chỉ là người nhận tiền của các bạn. Hỏi cái gì cứ hỏi. Số phone của anh Sa 098-257-1934. Số phone của CC 1-706-987-9063. CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye. I love you.